Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Thì hôm nay là vào buổi sáng ngày 28 tháng 1 năm 2024 này. Và ngày âm là ngày 18 tháng Chạp năm 2023. Giờ này em đi thì tầm khoảng 6 giờ sáng rồi. Ngày cuối tuần. Buổi sáng sớm cho nên là đường phố nó trống trải, xe rồi ít, đi rất là thoải mái luôn. Nha Trang ngày nay thì mỗi ngày thì đường phố nó cũng chật chội lần rồi, xe ngày càng đông quý vị. Thì máy ô tô rồi gì cũng đông hết, Nha Trang ô tô cũng nhiều lắm lần. Các cái tuyến đường ở trung tâm rồi là nó cũng quá tải rồi. Đoạn này là gần với công viên 3 tháng 10, gần ga Nha Trang. Em đang đi trên con đường này, đó là những hình ảnh của đường Yesen, ngay góc của Yesen ở trong đường. Con đường năm xưa nó là con đường Hoàng Diệu. Ở góc này là đường Bà Triệu giao với Gia Sen. Bà Triệu năm xưa là con đường Triệu Ấu vậy. Để bên tay phải là hướng lên đại lộ Gia Long năm xưa, bây giờ là con đường Thái Nguyên. Ở đường Gia Sen này là vắng vẻ lắm. Buổi sáng sớm ít xe lưu thông. Góc này là Tô Vĩnh Diện giao với Gia Sen, bên tay trái là Tô Vĩnh Diện. Tô Vĩnh Diện năm xưa nó là con đường hai chùa. Ở bên con đường đó cũng có một quán gọi là bánh canh, cũng nổi tiếng, đó là bánh canh của Bà Thừa. Có hoa cúc cũng được bày bán ở khu vực bên con đường Gia Sen này. Thường thì mỗi năm hoa cũng được bán ở cái góc chỗ này vậy. Góc ngã tư của đường Lê Thành Phương với đường Gia Sen này. Chạy dọc xung quanh của cái khung vùng ngoài hóa thiếu nhi bây giờ. Với sáng sớm đường vắng quá cho nên là đèn xanh đèn đỏ không còn bật luôn. Nay cuối tuần nữa vậy cho nên là mọi người không cần phải dậy sớm. Cuối tuần thường mọi người sẽ dậy trễ hơn, rồi từ từ dậy đi ăn sáng rồi đi uống cà phê. Thường cuối tuần ở Nha Trang là những cái quán ăn với những cái quán cà phê là rất là đông khách. Thời tiết vào sáng sớm thì nó cũng se lạnh đó này. Góc này là đường Gia Sen giao với Lý Thánh Tôn và con đường Quang Trung. Bên tay phải là đường Quang Trung hướng xuống vòng xoay ngã bảy. Vòng xoay ngã bảy cũng được bày bán hoa cũng rất là nhiều rồi. Góc này là Lý Thánh Tôn giao với Quang Trung. Để bên tay phải thì đi Lý Thánh Tôn nói dài là con đường Thân Chu Trinh. Cái góc này là có cái điểm dừng của xe buýt Quyết Thắng đi Đinh Hòa, Vạn Giả rồi đi Phú Yên. Ở giờ này đi sớm quá nên là các cái cửa hàng ở dọc trên con đường này là chưa có mở cửa rồi. Chỗ này là có đèn xanh đèn đỏ luôn rồi. Đây là góc của đường Hồ Văn Thụ giao với Quang Trung. Hồ Văn Thụ năm xưa nó là Hồ Tử Cạnh.
trái thôi, bên tay phải là ngược chiều rồi. Phía trước là một bên thông tin đó mày, di chuyển thẳng qua bên kia là đi trên đường 2 tháng 4 hướng qua đèo Rù Rì ra phía bắc. Em di chuyển qua đây là những ảnh của đường Thống Nhất, con đường độc lập năm xưa. Đây là một trong những con đường cũng gọi là con đường chính của Nha Trang thời những năm 75. Đây chỗ này có cái món gì mì da xanh ký nữa. Nhỏ nhỏ nhưng mà em thấy đông khách lắm. Hôm nay mà thịt heo rồi xôi rồi bánh mì heo quay. Đây là những hình ảnh của đường Phan Bội Châu, một con đường bán đồ music and sport. 113 Phan Bội Châu bán đàn, dụng cụ thể dục thể thao, còn lại các cửa hàng bán các cái đèn quảng cáo, đèn thờ rồi, rồi các cái đồ đồng, các đồ thờ cúng rồi. Bây giờ này còn sáng sớm nên là số cửa hàng họ chưa có mở cửa. Đây, góc này là góc Hai Bà Trưng giao với Phan Bội Châu, quý vị ha. Bán hoa, hoa cúc, hoa mi đẹp rồi. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Đây là khu vực của Chợ Đầm, quý vị. Chợ Đầm là cái sáng là cái trước cổng này là hoa nhiều lắm, đủ các loại hoa hết. Đó, giờ Tết nữa. Tết đến xuân về, đi đâu cũng thấy hoa. Chợ Đầm là cũng là một trong những ngôi chợ đầu mối về nông sản. Cho nên là buổi sáng ở đây, sáng sớm, chợ này là buổi chợ nông sản là có từ lúc sáng sớm rồi. Tầm khoảng 2-3 giờ sáng là đã họp chợ rồi. Còn bên này là hoa các loại. Ồ, hoa lưu ly. Hoa chuối, trái cây. Nụ tầm xuân quý vị. Trời ơi, này bắt đầu thấy nụ tầm xuân. Thấy hoa Tết là hoa thoa, thấy không khí Tết. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay. Trời ơi. Chuối. Chuối, thanh long, bưởi, dưa lưới. Quá trời bưởi luôn. Mít. Nhộn nhịp chợ nông sản vậy. Buổi tối ở khu vực này thì có diễn ra cái game show lô tô nè. Chợ Đầm buổi sáng sớm họp chợ thấy vui hơn quý vị ơi. Bí, trời ơi, mấy cái bí nó to kinh khủng luôn. Rồi bí rồi.
Thanh Long. Thanh Long quý vị. Thanh Long là một trong những loại trái cây ăn rất là tốt, rất là mát luôn, nhưng mà nó lại không được ít người ưa chuộng lắm. Thường mấy trái cây mà nó ngon, nó mát, nó tốt thì thấy lại ít người ăn. Còn như mấy món như sầu riêng, đồ ăn thật sự nó đâu có tốt nhiều. Ăn nó nóng rồi, mít rồi sầu riêng rồi nè. Thực tế ăn vô nó là những cái chất nóng. Nhưng mà nó lại bắt vị hơn. Đây thơm, khóm, chanh, cà chua, rồi các loại củ hành tây nè. Quá. Buổi sáng mà quý vị muốn mua hàng nông sản, rau củ quả mà tươi ngon, ghé vào chợ Chợ Đầm, nấm các loại nè, đậu rồng, củ hoa, củ hành, củ tỏi gì đủ loại á. Cà rốt, này rau củ quả đây này. Không khí chợ Đầm vào những ngày giáp Tết. Kẹt đường. Đầy đủ hết các bạn. Dạ. Đó, rau buổi sáng nó tươi nữa kìa. Ở bên kia có bán đồ ăn sáng nữa nè. Hành lá nè, quá trời hành luôn. Bên này là chiên hành lá. Tay cà chua, bắp cải, xe đó mày ơi.
kỳ nghe, bà chở giỏi ghê luôn, bà chở hai bên rồi ở sau whip nữa. Dọc qua đây là có bán cơm nè, bún nè, rồi bún thịt nướng nè, buổi sáng nữa nè. Tôi rối rồi à. Cà tím, cà chua. Bên này bán hoa này, trời ơi, hoa ly quá trời, hoa ly. Wow. Oh, wow, chợ đầm buổi sáng nhộn nhịp quá, cả cái món rau củ quả là nó tươi rối rối luôn. Quá trời người mua, quá trời người bán. Nay cuối năm rồi vậy, chuẩn bị cúng tất niên rồi, cho nên là mọi người cũng đi chợ nhộn nhịp ha. Đoạn này là gần chung cư A, phía sau của chợ đầm rồi, phía sau của chợ đầm mới luôn, chợ đầm mới bên tay phải vậy. Ôi rau củ quả nữa nè. Mày phải nói chợ đầm là chợ, đúng là chợ, gọi là chợ đầu mối nông sản luôn. Rau củ quả với trái cây. Rồi tội tiểu thương quý vị, vừa bán vừa ăn, vừa lật đật. Vừa ăn vừa bán. Rồi phải bắp nữa. Bắp, bắp tươi mua về nấu luôn. Đi chợ Tết nó đông mà vui cái gì rồi. Bắp rồi nè, bán bắp sống và bắp chín luôn. Không biết có những chỗ em thấy không biết sao mà bắp nấu lên mà cái vỏ nó cũng xanh, giống như là lúc chưa nấu. Hay thì các vị không biết luôn vì sao nấu kiểu gì, kiểu gì nữa. Còn một số bắp mình, bắp bình thường mình nấu là về là cái vỏ nó vàng lên. Đây cái vỏ nó vẫn cứ xanh. Đoạn này là phía sau của chợ đầm mới cũng như là chợ đầm cũ luôn quý vị. Sau này bên tay trái là bán đồ tươi sống. Chợ như một xe trứng luôn. Bên này toàn rau, rau củ quả.
Bây giờ em thấy các món như bánh thủng đó vậy, bánh thủng rồi. Bánh thủng, bánh bông lan cũng nhiều người mua lắm. Quá trời luôn. Chị đang bán là chỗ này có bán bún. Rồi đủ loại bánh, bánh su xê nữa hả? Có bánh su xê nữa. Bánh thuận có nhiêu bịch vậy con? Rồi, bánh nhìn có vẻ tươi. Mày cái bị chị mới gói bao nhiêu vậy? Bị bánh thuận đó. Bánh bị kia. Lấy em bị đấy. Dạ lấy em bị đấy chị. Không bị chị. Cái này nhìn nó mềm hơn. Bánh mềm. Mềm. Dạ. Cái này tí này nó lắm rồi. À, hẹn hả? Hết hả? Hết hả? Không lấy cái bì trái tim cho em cũng được. Bì trái tim đó. Thì đó cũng mềm đúng không? Nhiêu à? Cũng 15 ngàn. Lấy gì thêm không? Su xê nhiêu cái à? 4 ngàn cái. À, lấy em 5 cái 4 5 20. Cái này 35 cho cậu su xê ở bên chân bên tét ú từ lưa rồi. Hai cậu cho cậu nữa. Chị 120 giá cá 2 gương. Chị mà bán ngon đó không, nhiều người mua quá trời luôn. Chắc là toàn là có người quen mua không? Vật này bán bún rồi. Mấy người họ mua nhiều là do mua nhiều là họ về họ cúng nữa. Ở bên kia cũng có này, bánh thủng. Nhớ hồi xưa mà nhà nào mà có bánh thủng ăn là phải gọi cũng gọi là khá giả vậy ha. Yeah. Xưa là em thấy nhà hàng xóm mà có bánh thủng là biết là nhà đã giàu rồi đó. Đa số là bánh in. Bánh thủng thì nó ngon hơn, chi phí nó cao hơn so với bánh in. Cây bên đây là trái cây vậy.
phía bên kia là rau củ quả, còn bên này là quý vị muốn mua trái cây là nhiều lắm luôn, có thanh long, bưởi, nho, táo, quá là nhộn nhịp, quá là vui luôn, đặc biệt là dưa rồi, dưa là Tết là mọi người hay đơm để cúng, đặc biệt dưa mà xếp thành hình những cái được khắc thành hình những chú rồng rồi nó là đẹp nữa. Dạ. Xoài, mấy cái xoài đây nó ngọt hay cho nó kinh khủng luôn á. Nhà Trang nổi tiếng xoài Úc. Đây đa số người ta nhập xoài cát Hòa Lộc rồi. Cát Hòa Lộc thì nó trái nó nhỏ gọn nó đẹp. Ôi cam. Trái cây nhiều kinh khủng luôn. Các bạn muốn mua trái cây, mua đồ củ quả là xuống Chợ Đầm, tha hồ mà mua. Rồi sợ không có tiền để mua thôi. Rồi mới sáng sớm mà thấy mấy em mặc áo dài lên chung cư B Chợ Đầm để chụp ảnh rồi các bạn. Ở này thanh long. Sớm mà đường phố là vẫn còn yên ắng, xuống Chợ Đầm là nhộn nhịp, không khí khác hẳn này quý vị. Hướng này là đi thẳng ra biển luôn nè, ra đường Trần Phú nữa, trên con đường Lê Lợi. Quán nem ở trên đường Lê Lợi này mới sáng cũng đã mở cửa hết rồi, đón khách cho những vị khách nào thích ăn sáng bằng nem, nem nướng Ninh Hòa, món ăn đặc sản mà cũng gọi là xa xỉ. Trước mình này là giao giữa đường Lê Lợi với đường Trần Phú này, khu vực biển. Tiết xe lạnh bút dễ chịu rồi. Đây là những ảnh của con đường biển Trần Phú, ở khu vực vỉa hè bên này là đã lót xong đá granite hết rồi này, trước thi công rồi, phải xong trước Tết.
bây giờ vỉa hè đẹp hơn rồi, chắc chắn nữa, nó sẽ bền hơn. Và dọc đường biển Trần Phú là buổi sáng là rất là nhiều người dân tập thể dục. Đến với thành phố biển Nha Trang là thành phố gọi là năng động rồi, người dân rất là siêng năng tập thể dục thể thao. Buổi sáng quý vị ra biển là đông vui đó, đặc biệt là vào mùa hè. Xuống cho quý vị ngắm cảnh biển buổi sáng một xíu nha, thở không khí trong lành nữa quý vị. Mùa này thì thời tiết nó lạnh cho nên xe đồ nó ít. Cái mùa hè buổi sáng quý vị xuống đây là gọi là xe là không có chỗ để luôn, phải để dọc vỉa hè Trần Phú. Đây là công viên. Vào bộ thể dục thể thao, ngắm cảnh biển. Đi sớm nữa thì ngắm hồ Hôn, ngắm bình minh nhé. Bình minh đó mày, bình minh này cao quá rồi. Hôm buổi sáng này nước nó thủy triều nó xuống đó, nên là bờ biển có vẻ nó rộng hơn, cạn, bờ biển nó rất là cạn, nhưng mà sóng cũng lớn, với lại nước cũng đục, mùa này nước đục. Không khí biển Nha Trang buổi sáng rất là năng động rồi. Thể dục thể thao, tắm nắng, hít thở không khí trong lành, đón bình minh. Mấy cô chú cũng tắm quá trời luôn, mặc dù là sóng lớn. Và đến đây em xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.